Con nào? Ồ, con này cũng được này. Ôi trời ơi, quật ướt quần rồi. Con này to các bạn à. Con này to này. Mắc thế nào đây nhỉ? Mình chào tất cả các bạn nhé. Mình có thả mấy đoạn lưới ở đây các bạn, nhưng mà này có vẻ không ổn các bạn. Trời mưa gió mấy ngày nước lớn các bạn nhé. Cánh đồng gần nhà mình lưới thế này mà không có cá này. Này có cá nó chìm lưới rồi các bạn. Chìm phao rồi. Không có thì ấy xong mà cuốn lưới về. Thăm xong rồi cuốn lưới về các bạn. Thả lưới hơi lớn. Cá nhỏ. Ui giời, kiến nhiều quá. Kiến. Kiến các bạn, kiến nhiều quá. Nước đẹp thế này mà cá không thấy cá. Buồn hơn con chuồn chuồn luôn. Đẹp mà không có cá. Ôi giời ơi sao. Lưới đẹp thế này mà, nước đẹp thế này mà không thấy cá. Phía dưới này là có con mương này. Ở đoạn này là có con mương này. Nước đẹp thế này mà không có cá. Có cá là chìm phao rồi. Chẳng thấy con nào. Buồn quá. Không thấy cá. Đấy. Không thấy con nào luôn các bạn. Cá lên quậy trên này nhiều lắm này. Mà do lưới hơi to hay sao ấy. Cá quậy trên này này. Lưới to quá. Xem tuần này các bạn. Xem tuần lưới này nhá. Con tuần lưới này này. Không thấy con nào mắc ý. Ba đoạn lưới mà không thấy cá. Thả không đúng chỗ rồi. Thả không đúng chỗ hay sao? Thấy con cá nào đâu. Buồn hơn con chuồn chuồn luôn. Ờ có con đây này. Gì chứ cũng có được một con này. Chẳng lẽ thả mấy đoạn lưới mà không có con nào. Ồ con này cũng được này. Ôi trời ơi, quật ướt quần rồi. Con này to các bạn à.
con này to này, bắt thế nào đây nhỉ? Con này to các bạn. Ôi trời ơi, thả hai đòn lưới mà bây giờ mới được một con này, còn một đòn lưới nữa cơ. To nhé, con này là ngon béo rồi, được một con duy nhất. Ồ, đi thăm một tí nữa về mình gỡ, một tay không khở được. Tí nữa đây đấy, máy lại khở luôn. Hết tuần lưới này rồi các bạn. Đấy, đến đây là hết rồi, được một con rồi. Bắt con này xong rồi đi bắt con khác các bạn nhé, đi bắt đoàn khác. Trời mưa lớn nên đoàn lưới sau mình không quay các bạn nhé, mưa quá trời luôn. Đây, ba đoàn lưới mà được duy nhất một con cá. Đấy, mưa quá trời. Bây giờ về các bạn nhé. Đấy, đem lưới thả đoàn cá, đoàn này mà không có cá các bạn. Không phải là không có cá mà do lưới mình mắt lớn quá. Đấy, cá nhỏ nó lọt hết, cá to thì hiếm, cá nhỏ lọt hết các bạn nhé. Đây cánh đồng gần nhà mình. Thôi video này mình xin kết thúc đây các bạn nhé. Các bạn xem thấy hay thì like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ mình với nhé. Thang Lê Vlog Kịp Sống Hà Tĩnh, mình chào các bạn ở đây nhé. Gặp lại các bạn ở video sau.